chào quý vị khán thính giả. Hôm nay gặp lại quý vị khán thính giả có một đề tài mới. Chả là tuần trước đó thì ở California này có một cái sự kiện mà liên quan đến những người Việt Nam hải ngoại ở sinh sống ở Cali, và có lẽ trên toàn nước Mỹ nếu mà cái tình trạng này nó phát triển thêm. Do đó chúng tôi rất là quan tâm. Đây là một cái sự kiện mà làm cho những người Việt Nam mà đã giữ chức đại diện ở đây cũng rất là khó xử, và dường như là họ không thể làm một cái phản ứng nào khác. Đó là một cái sự kiện mà những cái người hoạt động mà chống tiêm ngừa vaccine COVID đó, thì họ tấn công, họ chửi rủa, họ sỉ vả những cái người dân cử, người Việt ở đây, ở trong cái gọi là hội đồng giám sát quận Cam. Chủ tịch hội đồng đó là ông Andrew Đỗ. Nhưng mà vấn đề đây không phải là cá nhân ông ta, mà đây là một cái vấn đề kỳ thị chủng tộc nó bộc lộ ra. Thì chả là cái hội đồng giám sát đó thi hành những cái không phải là lệnh, nhưng mà một cái khuyến cáo của Bộ Y tế là phải mang khẩu trang, phải ở nhà, vân vân, và phải giãn cách xã hội, cũng giống như là ở Việt Nam mình thi hành những cái lệnh đó như vậy thôi, để mà bảo vệ cái sức khỏe của người dân. Nhưng mà ở bên đây nó có một cái vấn đề là đấu tranh chính trị giữa đảng này với đảng kia. Đọc cho quý vị nghe cái câu mà dân ở trong cái buổi họp hội đồng thành phố đó họ phản ứng như thế này. Cái ông đó là tên là Tyler Durden. Ông ấy là một cái nhân vật trong cái phim mà gọi là Fight Club. Ông không có đồng ý với cái chính sách kiểm duyệt để mà bảo vệ sức khỏe của người dân theo kiểu Việt Nam của mình. Thì đương nhiên rồi, ngay cả nước Mỹ này cũng chống, thành ra ai mà làm giống Việt Nam mình là ông ấy chống. Ông nói rằng ông nói với ông giám sát viên Andrew Đỗ là mày đến đất của tao, mày hành động như một trong những ký sinh trùng cộng sản đó. Tao yêu cầu mày DM, ông dùng chữ DM. Tao yêu cầu mày DM quay trở lại Việt Nam. Đó là những cái đó là cái câu của cái ông đó. Rồi dường như là cũng có một cái người khác, một cái diễn giả khác cũng lên nói mày có đủ can đảm để đến đây và cố gắng biến đất nước của chúng tao thành một đất nước cộng sản. Thật là xấu hổ cho mày. Đó, họ mắng mỏ như thế đó. Đó là những cái lời của quý vị. Tóm lại là đây là một cái bài học kinh nghiệm để cho biết cái vị trí của mình. Thì mà hành xử cho đối với trong lòng của người Mỹ, mình dù gì đi nữa, dù cho cái pháp lý nó có bảo vệ mình tới đâu đi nữa, nhưng mà cái lòng dân của họ, họ ghét thì mình cũng phải lãnh đủ mà thôi. Bây giờ quý vị đâu có thưa ai được đâu. Tôi hỏi ông, quý vị này như ông Andrew Đỗ cũng phải mà được mặt ra mà chịu thôi, chứ không có thể nào phản ứng hết. Dường như cái ông Đỗ ông nói là như thế này: tuy phải đối mặt trong vòng 6 năm mà ông làm giám sát viên, điều đó ông cảm thấy rằng do là vì những cái lời lẽ phân biệt chủng tộc của Tổng thống Trump mà làm cho cái tình trạng nó tệ hơn là như vậy. Vì thế ông biết như thế đó cho nên ông ta ít có phản ứng trong những cái cuộc họp ông đã từng cảm thấy là bị kỳ thị như vậy. Nhưng mà lần này là đuổi ông về Việt Nam thì là một cái ông cho là vượt quá giới hạn. Ông cảm thấy rằng ông chưa bao giờ mà ông từ cái năm thập niên năm 1970 tới bây giờ đó là ông chưa bao giờ ông cảm thấy là ông phải sống lại được những cái thời kỳ mà những cái lời bình luận đó lại có thể được sử dụng để chống lại ông như thế đó. Ông cũng chỉ cay đắng như vậy thôi. Chống lại những cái lệnh chủng ngừa đó nó căng thẳng hơn, và nó tỏ ra nó nghiêng về cái xu hướng chính trị nhiều hơn. Thì đó là cái điều đáng tiếc là nó... cái chủ tịch ban giám sát, cái hội đồng giám sát ở đây lại là người Việt Nam, thành ra họ đổ cái bộc lộ cái sự kỳ thị, cái sự giận dữ của họ vào cái sự kỳ thị người Việt Nam.
Và mặc dù cái vị này đó, Ang Trudeau này là giám sát viên, Ang Trudeau nó là cái người ở Đảng Cộng Hòa và cũng là cái người gọi tự xưng là tị nạn cộng sản. Vậy thì đó là một cái sự quái oăm, và chúng tôi cảm thấy là nó liên hệ đến những cái sinh hoạt sau này của những người Việt ở tại quận Cam, tại nước Mỹ nói chung. Và do đó là chúng tôi có mời khách mời là giáo sư Nguyễn Mạnh Quang lên để bàn về cái cảm giác về những cái sự kiện này. Thưa ông, có phải cái vụ này chỉ nằm trong cái vấn đề đảng phái hay là vấn đề kỳ thị hay là của riêng ông An Trư Đỗ? Thưa ông, mời ông. Thưa quý vị khán thính giả, trước khi trả lời câu hỏi của ban biên tập sách hiếm, chúng tôi xin hân hạnh chào mừng khán thính giả. Ngày nay chúng tôi lại tái ngộ, gặp lại khán thính giả. Giờ xin trả lời về cái câu hỏi của ban biên tập sách hiếm vừa rồi. Theo tôi nghĩ thì cái vấn đề này á, nó nằm trong cái tiềm thức, cái ấm ức của người dân bản địa Mỹ này để chống lại những người mới đến. À, mới đến đây là những người Việt Nam chúng ta, dù có đến 40 năm hay là hai thế hệ thì cũng là người mới đến, và họ cho rằng cái quyền lực chính trị của đất nước họ, của thành phố họ là của dân bản địa của họ. Bản địa đây cũng là người da trắng chứ không phải là bản địa của người dân da đỏ ngày xưa, vì ít nhất người da trắng ở đây cũng đã từ thế kỷ thứ 17 đến ngày nay, tức là 4 thế kỷ rồi. Thì mình mới đến mà bây giờ là thấy những người muốn dĩ cái người Mỹ á, nó đã kỳ thị sẵn, nó có cái nọc nó kỳ thị từ Âu Châu cơ, tôi không biết là từ bao giờ, nhưng mà khi mà sang đây đó, nói về đến nhảy vào cái sân khấu chính trị á, nó kỳ thị bằng cái khẩu hiệu gọi là 4 chữ gọi là WASP, tức là W E tức là A đó, S P, bốn W-S-A-P. cái chữ đó thì giải thích là W kép là da trắng, White. E với S là Anglo-Saxon, là phải là người da trắng mà gốc Anh, Anh Ý Lan, Anglo-Saxon đó. Và thứ ba đó là phải, thứ tư đó là phải là người Tin Lành. Như vậy thì cái khẩu hiệu mà nhảy lên sân khấu chính trị để mà thành công là nó đã kỳ thị, là thứ nhất nó chống lại những người da trắng không phải là Anglo-Saxon, thứ hai nó chống cả những người gọi là theo Kitô giáo, vì nó chỉ có Tin Lành thôi, vì Tin Lành chống nhau với Kitô giáo là mã rất là dữ dội. Thì các vị đọc sử thì cũng đã biết những người da trắng Âu Châu mà chạy sang đây là ngày đa số là họ trốn thoát những cái cuộc truy lùng của các tòa án dị giáo do giáo hội La Mã chủ trương, họ đến đây lập nghiệp, do đó là lý do là họ chống lại giáo hội La Mã là như vậy. Nên quý vị có một cái đoạn văn sử mà trước trước đây chúng tôi đã nói rõ như vậy. Thì cái bản chất kỳ thị đó nó kéo dài từ ngày đất nước này lập quốc cho đến giữa thập niên 1950, thì nó có cái phong trào chống cộng mạnh lắm, là do ông McCarthy, ông ấy chủ trương là chống cộng. Thì trong cái thời gian đó thì đồng thời ông tổng thống Eisenhower mới lên cầm quyền, ông thấy là chỉ có người công trong công giáo đó, tức là theo Kitô giáo La Mã đó, thì chống cộng dữ, không biết làm sao mà ông lại đưa cái nội các của ông vào, trong đó có những nhân vật rất là quan trọng là gốc là tín đồ của giáo hội La Mã, đó là hai anh em ông Fort Douglas, tức là ngoại trưởng của ông tổng thống Eisenhower với lúc bây giờ, người thứ hai là em ông Douglas, tức là tên này ông này cũng là họ là Douglas và là Alan Douglas làm giám đốc cơ quan tình báo. Thì hai cái cơ quan này đó nó nắm chủ chốt những cái tiền viện trợ cho các quốc gia nhận viện trợ của Hoa Kỳ sau thời đệ nhị thế chiến, do nó ảnh hưởng rất mạnh vào những cái quốc gia nào mà theo cái đường lối chống cộng nhận viện trợ của Mỹ đều phải tùng phục cái quyền lực của Mỹ. À, thế thì sau đó nhờ cái đó mà cho nên năm 1900 cuối năm 1960 của cuộc bầu cử tổng thống đó, thì ông Kennedy là người công giáo đầu tiên ra ứng cử tổng thống. Khi mà ông ra ứng cử thì chính ông người ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là ông Nixon lúc bây giờ mới đặt ra vấn đề ông là người tôn giáo tín đồ của Kitô La Mã. Thì bây giờ nếu ông làm tổng thống thì giữa cái sự quyền lợi của Kitô La Mã với lại quyền lợi của nước Mỹ thì ông nghĩ sao? Thế thì ông Kennedy phải
trình bày rõ ràng là tôi là người Mỹ, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa để ra làm Tổng thống nước Mỹ. Với cái sự nó ngẫu nhiên mà tôi là người Kitô giáo là mã thôi. Nhưng mà tôi ra đây làm việc cho nước Mỹ với tư cách của người Tổng thống của Đảng Dân Chủ, chứ không phải với tư cách của Giáo hội La Mã. Nếu có gì có mâu thuẫn với Giáo hội La Mã tôi không giải quyết được thì tôi xin từ chức. Thế là ông Kennedy, tức là mãi năm 1960 kỳ bầu cử lần đầu tiên một người Công giáo được lên làm Tổng thống. Thế cái sự kỳ thị nó nặng như vậy. Mặc dầu bề ngoài nó vậy, nhưng mà trong lòng dân người dân thì nó có bản chất của nó là kỳ thị. Nó kỳ thị chung những người nào không phải là nó, chứ không phải nó kỳ thị ông này là Công giáo, ông này là người ấy, mà nó kỳ thị chung. Nhưng mà đặc biệt nhất á là nó kỳ thị những người da màu. Người da đen đã có thể là cùng chìm nổi với lại người da trắng, đến nước Mỹ này lập nghiệp làm nô lệ cho nó, ít nhất cũng từ thế kỷ thứ 17 cho đến mãi đến thời ông Johnson mới có cái luật công nhận. Nhưng mà công nhận trên pháp lý chứ trong thực tế vẫn bị kỳ thị như thường. Thế thì mình là người da màu, nó kỳ thị người da màu, mà mình cũng là da màu. Đó, do đó cái thế của mình là cái thế bị kỳ thị sẵn rồi, trong tiềm thức nó. Thì trở lại cái câu chuyện mà Andrew Đỗ mà bị một người da trắng thuộc Đảng Cộng Hòa nó xỉ bà ông ấy, là ông ấy thật ra là trên pháp lý tất cả là ông phải hết, ông không có cái gì lỗi cả. Nhưng mà ông ở cái thế bị gánh chịu tất cả những cái gì mà những người Việt Nam đến đây tị nạn từ năm 1975 đã làm mưa làm gió ở Cali. Ông nên thí dụ như là ông Tạ Đức Chí rồi bà Kim, bà Hồng vậy đó, với lại ông Trao Lê Nguyễn, ba người cấu kết với nhau, ba người đó cùng là Đảng Cộng Hòa, ba người đó là cùng là tín đồ Kitô La Mã, làm cái luật ở Westminster. Thì dĩ nhiên là cái luật của ông làm ra thì ông đủ đa số là ông thấy rồi, lý của ông đúng. Nhưng mà cái thế của ông là thiểu số ngoại quốc mới lập quốc, mới đến đây. Mà người Mỹ ở đây nó nói, tao ở đây mấy bao nhiêu đời rồi, bây giờ lại có cái thằng nước nào nó đến đây nó làm luật, nó bắt chúng ta phải theo. Cái đó có phải đi mai nữa. Nhưng mà cái tinh thần kỳ thị nó khai triển ra, nó bức xúc, nó đau khổ, nó giận dữ. Thì bây giờ cái chuyện ông Andrew Đỗ bị gánh cái bức xúc đó, cái căm ghét đó. Thế thì bây giờ tôi lại trở lại vấn đề những người di cư đến ở nước khác để mưu sinh. Tôi là người học sử, tôi biết rằng trong cái lịch sử nhân loại đó, cái vấn đề mà người ở cái vùng này hay quốc gia này chuyển sang cái vùng khác thuộc quốc gia khác để mưu sinh thì nó có hai loại người. Một loại người tức là đi tìm sinh kế, tức là mưu sinh ở nước ngoài, vẫn hoàn toàn vấn đề kinh tế. Cái thứ hai sau này đó, vấn đề đối chọi với chính trị, nhất là từ trước đệ nhị thế chiến, tức là vào trước đệ nhất thế chiến đi, thì có những cái người gọi là tị nạn chính trị. Thì cái những người Việt Nam mà đến đây thì đợt đầu tiên đa số là những người có dính dáng với cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tức là cái chế độ đối lập với cái chính quyền Việt Nam hiện nay. Và cái chế độ ai cũng biết rằng, trừ những người mà cố tình không biết thôi, cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa là những cái chế độ của những người làm tay sai cho các thế lực ngoại thù, Liên minh xâm lược Pháp Vatican trước năm 1954 và Liên minh xâm lược Mỹ Vatican trong những năm 1954-75. Thế thì lịch sử nó đã nói rõ ràng rằng cái thế lực đó là tay sai của Pháp, của Vatican và của Mỹ. Xét xử chính những các nhà lãnh đạo của miền Nam Việt Nam như là ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Cao Văn Viên và còn nhiều nữa, đều công nhận là cái miền Nam Việt Nam này á là người Mỹ làm chủ trương và nó điều khiển cái cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, chứ họ chỉ là đóng vai phụ thôi. Ai cũng công nhận như vậy. Nhưng mà khi các ông gọi là cấp dưới của Việt Nam Cộng Hòa, thiếu tá gì hay là những cái ông viết văn ấy, thì các ông lại rêu rao là đồng minh với Mỹ. Thực ra không phải là đồng minh, mà cái chính quyền Mỹ nó can thiệp vào Việt Nam là chính quyền chứ không phải nhân dân Mỹ. Vì nhân dân Mỹ nó không có thích can thiệp vào cái đất nước người ta. Và cho nên chiến tranh khi đến giai đoạn nghiêm trọng
thì cái phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ nó chống lại cái chính quyền Mỹ, nó không chịu đi lính, tức là nhân dân nó đã phản đối lại cái đó rồi. Bây giờ này các ông đến đây tức là rước cái của nợ vào, mà cái nó là ủng hộ cái chiến tranh đó thì nó chống lại, cho nên nó đã ghét mình ra sẵn rồi. Mà các ông không biết à, các ông lại đến đây các ông làm tàn, các ông đòi nhảy lên bàn đọc làm luật bắt người ta phải theo. Cái điều đó là tôi thấy lịch sử di cư của nhân dân thế giới, người Tàu nó đến đây đã làm ăn từ cả mấy thế kỷ, người Nhật đến đây làm ăn cả mấy thế kỷ, nước Tàu, Đại Hàn cũng đến đây mấy thế kỷ. Nhưng mà nước Tàu nó không có những cái trạng thái như các ông Tạ Đức Chí, các ông Choi Choi nhảy lên nữa bàn đọc ở đây. Nước Đại Hàn cũng không có những cái ông mà nhảy lên bàn đọc ở đây để múa may quay cuồng, làm mưa làm gió trong cái địa phương của các ông. Nước Nhật nó cũng không có, và tất cả nhân dân thế giới nó không có một cái nước nào, nước Nga nó cũng không có vấn đề đó. Thế mà tại sao các ông lại cứ thế đây, và các ông dựa vào cái thế? Phải nói là ông Chí, ông Tạ Đức Chí với ông bà Kim Ly Hồng, ông Nguyễn Trung Đỗ với lại ông ấy, ông được bầu cử vào đây là nhờ cái thế lực của cái người Công giáo ở cái vùng của ông, nó đa số nhà thờ khuyến nhủ bỏ phiếu ông cũng được, chứ còn bình thường ra thì những người khác đâu có được. Nhưng mà ông dựa vào cái thế đó rồi ông đi làm luật ông đó, mà ông không biết là cái thế của ông là cái thế ăn nhờ ở đậu, mới tạm thời đến đây. Xin lỗi chứ mình ở đây đến 2-3 thế hệ sau cũng vẫn gọi bị coi như là ăn nhờ ở đậu, bị kỳ thị. Thế vì giờ ông Yên Tuy Đỗ mà bây giờ nhảy lên làm cái luật đó thì nó ngược với cái ý muốn của cái Đảng Cộng Hòa, cho nên nó chống, mà chính ông lại là Đảng Cộng Hòa nó chống lại. Thành ra nói như vậy là ông ấy thì lỗi thì không có, nhưng mà ông kẹt ở cái thế. Mà sách chữ Hán nó có nói rằng thế họa tương tùy, hễ có cái thế làm cái gì đó thì sẽ cái họa nó sẽ đến. Ông không biết được cái điều đó, bởi vì ông chỉ có bằng đại học, học ở nhà trường, chứ ông không có gọi là ông Vương Dương Minh và chi hành hợp nhất, hay là người Mỹ nó nói rằng trí thức thì phải qua lăn lộn với quần chúng thì mới hiểu được cái nỗi lầm của dân chúng. Ông không có lăn lộn được với quần chúng ở Mỹ, ông là không hiểu được cái nỗi lầm của họ, cho nên ông phải gánh chịu cái đó, ông là mang cái tội oan. Nhưng ông nói như thế đó thì tôi người suy nghĩ như thế này, dân Việt Nam vì ở trong cái thành phố đó nó đông, thành ra mấy ông được bầu lên làm đại diện này đại diện kia rồi dân biểu này cái nọ đó, thì tôi nhận thấy trong cái thời gian mà chúng tôi ở đây đó là mấy ông lên toàn là làm những cái chuyện chống cộng thôi, toàn là lo coi bên Việt Nam có mấy lãnh đạo bên Việt Nam qua đó thì bày mưu với nhau để mà biểu tình. Rồi không thì kể công với nhau là phải lo đúc tượng này lo đúc tượng kia, mà toàn là những tượng mấy cái anh hùng chống Tàu thôi, còn anh hùng chống Pháp chống Mỹ là không có một móng nào hết. Đó là hai. Rồi lo đặt tên đường, thế là đó là cái công của mấy ông là làm là toàn là phục vụ cho những người Việt Nam thôi, mà mấy ông không nhìn trước nhìn sau, tức là mình được đa số người Việt Nam ở đây, nhưng mà còn lại một thiểu số da trắng nó ở trong cái vùng đó nó bất mãn với mình lâu rồi. Thành ra cái họ tìm một cái cơ hội tìm một cái cơ hội đây để họ bùng ra cái bức xúc của họ. Đó là trường hợp ông Andrew Đỗ. Tôi thấy rằng trong tương lai không phải mình ông Andrew Đỗ mà có thể là nhiều người khác, trong đó có cả chúng tôi. Bởi nhân đây là các ông hay cái nói là duy trì di sản văn hóa với lại phải viết lịch sử theo cái quan niệm của các ông, thì tôi thấy là các ông viết bố láo hết. Ví dụ như nói về duy trì văn hóa, Tạ Đức Trí cũng có một lần đó là chống lại cái chương trình của Bộ Giáo dục ở đây, hay là Nha Giáo dục của... với lại bà dì Nguyễn đó, Janet Nguyễn là đòi dạy sử ở đây, mà bà không phải là cái nhà viện sử học. Mà chúng tôi biết có một cái người đó làm vị đó là xưng là giáo sư dạy đại học ở đây, tưởng sao thì dạy những cái món tưởng đâu là sẽ qua mặt Mỹ, đưa vào những chương trình những cái tên gì lão quắc, nghĩa là đại khái là nói về những cái văn minh văn hóa gì của Á Châu chẳng hạn. Thế thì các anh á là vào vào trường đại học rồi quen cái bằng quen không quen cái bằng rồi nó mời dạy xong rồi dạy là toàn là dạy một chiều theo kiểu sử Việt Nam Cộng Hòa thôi.
thì sau một thời gian thì học sinh nó, bây giờ học sinh ở đây Mỹ mà nó có gạt được nó, xin lỗi chứ một cái đứa 5-6 tuổi còn chưa gạt được nữa, muốn gì học sinh trung học với lại đại vào học. đại học, thì nó sau một thời gian nó search, nó coi sách sách, sử của những nó đọc sử sách, gia là lừng danh trên thế giới. nó đọc sách nhiều lắm, thành ra nó phát giác ra là anh có một chiều thôi, anh nói anh nói sai lịch anh sử. nói sai lịch sử cơ, thì lúc đó là tụi nó kéo lên nó bắt Nó đòi nó hỏi đòi cái nó nhà đòi trường. nó đòi nhà trường đuổi cổ không có cho dạy Cuối lịch sử nữa. Thì cuối chúng tôi cùng không có lại nói tên ra nhưng mà đó là cái chuyện nó đã xảy ra, và chúng tôi mong rằng mình lấy đó làm cái bài học, tất cả những cái gì mà thất bại đó thì là mẹ của thành công, mà nếu chúng ta không có nhận ra cái thất bại của mình đó, thì làm sao mình thành công được. Do đó là thành công làm chi, chúng quý vị qua bên đây là chỉ là công dân hạng hai thôi, thì cái thành công của quý vị á, là đừng có để cho người ta sỉ vả cái dân tộc của mình. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói, là đó là thành công rồi. Quý vị đừng có tưởng đâu quý vị làm ông này bà nọ thì mới gọi là thành công. Quý vị thành công là đừng, mình giữ gìn cái văn hóa của mình, giữ gìn cái danh dự của người Việt của mình ở xứ ngoài. Tôi có dạy con gái của tôi là con làm nghề gì thì làm, con phải giữ cái danh dự của người Việt Nam, mặc dù con sanh đẻ ở Mỹ, con là người Mỹ, nhưng mà cái danh dự của con gắn kết với danh dự của bố mẹ, danh dự của nước Việt Nam. Con làm điều hạnh, điều tốt cho nước Mỹ nó nói con là một công dân Mỹ, nhưng mà con là công dân Mỹ nhưng mà con làm một cái gì mà nó không có vui đó, là nó nói con là dòng giống Việt Nam, là nó chửi. Đó là cái điều mà chúng ta cần biết. Sự thực đó, có ông trí thức của ở miền Nam Việt Nam mà chống cộng đó, thì không phải là các ông nói sai lịch sử như là cái ông giáo sư mà ban biên tập vừa mới nói, mà tôi thấy là các ông nói về văn hóa, mà những ông này như là ông có bằng tiến sĩ ở bên Mỹ như là ông Vương Gia Huy đó, viết cái cuốn gọi là Getting to Know Vietnamese and their Culture, thì tôi thấy ông ấy viết về cái nhân nghĩa lễ chí tín của người Việt Nam, ông ấy hiểu sai cha nữa. Ông ấy hiểu nghĩa là người Việt Nam phải giúp những người nghèo khó, mà thực ra chữ nghĩa ở đây là tình chồng nghĩa vợ, cái nghĩa ăn ở với nhau, nghĩa vua tôi, nghĩa cha con, chứ không phải là cái nghĩa mà phải giúp đỡ người nghèo khó. Rồi cái chữ trí đây là trí thông minh, thì ông ấy hiểu ngầm ra là cái chữ trí, chí, sắc trí, thì ông ấy mới dịch rằng là he must have a strong will, power and determination, tức là ông hiểu là trí phải có cái ý chí quyết mạnh, ý chí mạnh mẽ, nhưng mà thực ra là cái trí thông minh. Đấy. Rồi một ông trí thức khác, ông này làm trong cái luận án tiến sĩ, ông này là người Kitô giáo nhưng mình tin lành, ông ấy nói rằng là sĩ nông công thương, thì ông lại dịch chữ công đó là công chức. Sự thực chứ công chức đó không phải, tôi đọc các sách của Sử Tàu bằng tiếng Anh cũng như là của ông Vũ Tam Ích thì đều người ta đều dịch cái chữ công đây là chữ artisan, tức là những người có công nghệ làm ăn, thí dụ như thợ mộc, thợ đề, thợ điêu khắc, đó là những người có cái nghề chuyên nghiệp, thì ông không hiểu gì hết. Rồi đến ông thứ ba là ông Nguyễn Ngọc Bích, thì cái này ông này cũng biết, ông ấy dịch chữ biển dâu thành chữ mulberry, mulberry là dâu, si là biển, ông dịch chữ cái đen. Rồi không biết là chính ông hay là một ông khác là dịch chữ canh gà thọ xương, ông dịch là chicken soup đó, thế thì nó không có đúng, thế tức là ông không hiểu gì văn hóa, nhưng mà ông lại khoái lên đài viết sách để làm ra ta trí thức đây. Cái chuyện này nó xảy ra không phải riêng của mấy ông đó, mà đã xảy ra cái chuyện mà tôi đã viết cái bài tôi nêu lên hơn 20 ông trí thức có học vị đại học nói về lịch sử sai biết, và tôi viết cái bài, những bài viết phản biện không thể phủ bác được. Thế ta cứ khoe khoang có bằng cấp lòe thiên hạ để đưa ra những cái điều mà họ nói sai, họ tưởng là nói thật. Đó là đừng tin gì những người trí thức mà chống cộng ở miền Nam Việt Nam mà sang đây nói về lịch sử với văn hóa. Còn để kết luận đó thì chúng tôi có một cái câu hỏi cho những người mà gọi là Việt Nam mà ủng hộ Đảng Cộng Hòa, nhất là cái thời của Tổng thống Donald Trump đó, thì quý vị nghĩ sao về cái vấn đề này? Đó là cái câu hỏi chúng tôi để đi đến cái kết luận. Chúng tôi làm cái clip hôm nay đó không phải là để Chỉ trích chỉ trích
quý bạn. Nhưng mà chúng tôi 40 mấy năm nay ở xứ Mỹ này, quý vị làm trời làm đất, quý vị làm đủ thứ chuyện, chúng tôi không có tiếng nói. Bởi vì quý vị chống chúng tôi, do đó là chúng tôi không bao giờ có tiếng nói. Nhưng mà chúng tôi mong đây là một cái bài học cho quý vị để xây dựng cái tương lai. Như lúc nãy chúng tôi có nói đó, tương lai là gì? Tương lai của quý vị không phải là tương lai chấm dứt cái sự kỳ thị của Mỹ. Cái sự kỳ thị đó không bao giờ chấm dứt, mà cái tương lai đó là quý vị phải biết thân biết phận của mình. Dù cho quý vị có về pháp lý, quý vị có đủ điều kiện để ứng cử vào chức vụ này, chức vụ kia, nhưng mà đó không phải là sự thành công, mà đó là một cái để cho người Mỹ còn lại, người ta ghét thêm, người ta cay cú thêm. Quý vị phải hiểu cái điều đó, chứ không thể nào mà chống lại được cái sự kỳ thị trong lòng người ta được hết. Quý vị phải hiểu cái điều đó, quý vị làm những cái chuyện gai mắt đối với người ta là như thế nào. Tôi nói cho quý vị nghe những điều mà gai mắt mà quý vị không biết. Quý vị treo cờ Việt Nam Cộng Hòa và cờ ba sọc đỏ, cờ vàng ba sọc đỏ, quý vị luôn luôn là quý vị treo kèm với cờ Mỹ, nó bực mình lắm à. Rồi quý vị xây tượng Việt Mỹ, lính Việt đi với lính Mỹ, nó cũng bực mình lắm. Bởi vì tại sao? Đó là khơi lại cho họ những cái mối nhục mà dường như chúng tôi đã nghe, họ đã nói lên ở đâu đó rồi, mấy năm trước là họ đã nói lên cái điều đó. Nhưng mà quý vị lờ đi, quý vị tưởng là quý vị cứ ứng cử vào những chức đại diện này, đại diện nọ là quý vị sẽ lướt đi những cái nhận định của người ta. Quý vị mỗi một ngày quý vị làm như vậy, kèm họ vào trong cái di sản của quý vị. Cái di sản đó là đối với người ta đó, là quý vị là cái con ký sinh trùng. Họ nói lên cái chữ ký sinh trùng đau lắm quý vị à. Ký sinh trùng đây á, là không phải là hiện tại, mà quý vị đã từng là ký sinh trùng từ ngày xưa cho tới bây giờ mà quý vị không biết. Quý vị tưởng đâu là quý vị đi làm lương, có lương của đồng bào ở đây, là quý vị không phải là ký sinh trùng. Họ vẫn xem mình là ký sinh trùng. Đấy. Mình qua bên đây, quý vị càng xưng là tị nạn cộng sản chừng nào thì quý vị càng tự nhận mình là ký sinh trùng ngày đó. Đó là cái lời tôi nhận xét như thế đó. Thì ông có cái nhận xét gì nữa hay không? Tôi có nhận xét như thế này ạ. Bây giờ đây dù sao cũng là một bài học đắt giá. Và cho nhất là những người mà hay nói rằng là tôi là người chống cộng, chúng tôi là đồng minh của Hoa Kỳ, đồng minh với cái chế độ đã qua chứ không phải là đồng minh với nhân dân Mỹ. Đó. Rồi các ông làm những cái trò có hơi khó là chướng tai, nó không có đúng với sự thật của lịch sử. Thí dụ như các ông vác cờ vàng đi biểu tình chung, đi ủng hộ ông Trump chung với những người Cộng Hòa, thì chính những người Cộng Hòa nó dẹp các ông ra. Đó là bản biên tập có thể chiếu cái chỗ đó. Rồi các ông đi vác cờ vàng vào ngày 6 tháng Giêng để chống lại cái tòa nhà lập pháp mà đã hiến pháp đã quy định, tức là ông đã đi phát cái cờ vàng nhập bọn với làm loạn đến ông tổng thống nổi chống lại chính quyền. Thì cái đoàn tuần hành đó là của những người, đó là cái điều không thể chấp nhận được. Để phủ nhận một cái cuộc bầu cử dân chủ, để phá bỏ một cái nền dân chủ của Mỹ. Rồi các ông bàn nhau thế nào mà các ông đặt tên Sài Gòn là cái thành phố Westminster. Sài Gòn là cái tên lạ hoắc ở một nước Nam Mỹ, nó đâu có cần biết đấy. Đất nước này là đất nước của người ta. Các ông dựng tượng ông Ngô Đình Diệm, mà sách sử nó đều nói là ông Ngô Đình Diệm là bạo chúa, một trong những bạo chúa tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại. Rồi các ông lên án ông Hồ Chí Minh thì ông Hồ Chí Minh lại là những người mà được nhân dân thế giới ca tụng, có tới 20 nước người ta tạc tượng, dựng tượng để mà tôn vinh ông, đặt tên đường ông. Ông nằm ngược với sự thật. Ở đời nhất sự bất tín, vạn sự bất khả tín. Các ông đã làm những cái chuyện nó sai như vậy thì bây giờ các ông làm cái gì người ta cũng cho là sai. Tại sao các ông tạo ra những cái sai quấy đây? Không có cái gì nhục bằng mình là cái ủng hộ cái đảng đó, mà chính cái người đảng đó lại coi ông ra cái gì. Đây là cái lần thứ hai là chính ông này là một cái người, ông Andrew Đỗ là một cái người của đảng Cộng Hòa mà rất là bảo thủ nữa mà lại bị chính những cái người mà chống lại vaccine, là tôi bảo đảm là mấy cái ông người này là đảng Cộng Hòa là cái chắc bị chính cái người trong đảng Cộng Hòa xua đuổi. Mà ông không biết nhục
Cái này gọi là không biết nhục. Mấy quý vị không nhục thì chúng tôi nhục. Chúng tôi rất là nhục. Rồi các ông làm những cái chuyện nó ngược đời. Là các ông dựng tượng ông Ngô Đình Diệm, tôn vinh là nhà ái quốc. Bộ dân Mỹ nó không có học sử hay sao? Các ông không học sử chứ không phải là dân Mỹ nó không học sử. Con nít nó cũng học. Học sinh high school nó cũng học. Nó biết hết là các ông nói láo. Thấy không? Thứ ba nữa là các ông ấy xưng là đồng minh với lại chiến đấu đến cùng đủ các thứ. Mà nó không biết rằng là cái chính quyền Bảo Đại với cái chính quyền ông Ngô Đình Diệm là do liên minh xâm lược Pháp dựng nên cái chính quyền Bảo Đại để làm tay sai cho tay chiếm Đông Dương. Rồi đến năm 1954, thằng Pháp bị thua ở Điện Biên Phủ thì người Mỹ với lại Vatican cấu kết nhau đưa ông Ngô Đình Diệm về làm lập chính quyền để làm tay sai cho nó, để mà duy trì cái miền Nam vĩ tuyến 17 làm một cái quốc gia riêng biệt, làm cái tiền đồn chống cộng. Thì nó cũng tất cả nó đều biết hết là các ông làm tay sai cho cái liên minh xâm lược Mỹ và Vatican, mà cái đó là cái chính quyền Mỹ chứ không phải nhân dân Mỹ. Cho đó vì không phải nhân dân Mỹ cho nên nhân dân Mỹ nó mới biểu tình chống đối không tham chiến Việt Nam. Cho đó Mỹ phải tìm cách thương thuyết với chính quyền Hà Nội để rút lui khỏi Việt Nam. Thế thì tại sao các ông làm cái việc trái ngược với lịch sử mà các ông tưởng rằng các ông đúng? Trong khi đó thì những học sinh high school với lại học sinh đại học ở đây, sinh viên đại học ở đây nó biết hết. Cho đó nó mới biết thằng công nói bậy. Vì các ông nói bậy cho nên nó phản đối cái ông giáo sư dạy sử ở một đại học ở Cali này, rằng ông dạy bậy, nó yêu cầu nhà trường cho ông nghỉ việc. Và cuối cùng thì ông bị nghỉ việc rất là nhục nhã. Đó là các ông chuyên môn làm những gần bậy mà cứ tưởng mình đúng. Mà các ông đâu có phải là người không có học vị gì đâu. Đại đa số như tôi đã trình bày nãy là các ông có học vị đại học đàng hoàng. Nhưng mà các ông không nghiên cứu về lịch sử. Các ông không phải là người lăn lộn với cái giới quần chúng. Đó. Trong khi đại đa số nhân dân Việt Nam lăn lộn vào cuộc chiến để đánh đuổi liên minh xâm lược Pháp, giành lại chủ quyền độc lập. Và cuối cùng mãi đến lúc mà ông Hồ Chí Minh thành lập được mặt trận Việt Minh với Đảng Cộng sản thì mới, toàn dân mới có cơ hội đánh đuổi được. Thì cái đó là rất là gian khổ, cả hơn một thế kỷ nhân dân Việt Nam mới thành công đánh đuổi được cái liên minh xâm lược Pháp Vatican. Thế mà các ông này đổ tội cho ông Hồ Chí Minh đủ mọi thứ tội thì làm sao người ta tin được? Do đó ta khinh các ông, và chính cái khinh đó nó tích lũy ở trong lòng, nó biến thành những cái lời sĩ và ông em trình độ đó. Tôi nhân tiện đây tôi cũng xin nói, từ trước đến giờ đó là 20 mấy năm tôi có viết sách cứ nói về sự thật, tức là cái chính nghĩa nó nằm về cái dưới quyền Đảng Cộng sản, dưới quyền lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh. Thì những cái người mà chống cộng điên cuồng ấy mới nói chúng tôi là như vậy, là chúng tôi thích cái chế độ cộng sản, tại sao không về Việt Nam sinh sống. Thì bây giờ cái câu nói này á là phát xuất từ những người thờ ông Diệm, tức là của phò Việt Nam Việt Nam. À đúng rồi. Chúng tôi xưa nay chúng tôi vẫn bị vẫn thường bị những người chống cộng cứ đuổi chúng tôi về Việt Nam đó, mày tụi bay thích cộng sản thật, sao tụi bay không về đi? Họ làm như là cái đất nước này của những cái người về Việt Nam thờ ông Diệm đó. Họ làm như đất nước này của họ. Thì của họ. Lại, thì bây giờ đó. Thì chính câu nói này á là nó dùng đến đó, chống lại những người thờ ông Diệm, mà một trong những người thờ ông Diệm đó là ông Em Trương Đỗ. Vâng, nhưng mà ông Andrew Đỗ là xem như là một cái người là không có quá đáng bằng nhiều người khác. Thế mà ông còn bị như thế đó. Đó là như vậy. Thành ra tôi cũng nghĩ rằng đây là một bài học. Từ nay giờ đi các ông đừng có băng xăng trôi trôi nhảy vào gia nhập với cái Đảng Cộng Hòa để mà ủng hộ những người lãnh tụ Cộng Hòa, để rồi chửi dùng những cái từ thiếu văn hóa để miệt thị những người theo Đảng Dân Chủ. Tôi nghĩ rằng mình là cái người tị nạn, cái thế của mình là cái người mới đến đây. Còn cái việc này nữa, họ những người Việt á, tôi không nói người Mỹ, người Việt á họ cứ chụp mũ Đảng Dân Chủ là cộng sản. Đó. Thành ra cái Đảng Dân Chủ là họ lo nhiều về cái những cái chương trình xã hội hơn, mà hễ mà cái giúp dân nghèo nhiều hơn, những người mà giúp dân nghèo nhiều hơn, mà họ đáng lẽ là được lợi từ những người đó, mà họ lại khùng đến nỗi mà họ đi lại chụp mũ ra cho Đảng Dân Chủ, mà họ cuồng cái Đảng Cộng Hòa, cuồng ông Trump chứ không phải là Đảng Cộng Hòa, mà họ dám nói là Đảng Dân Chủ là họ chửi bới. Quý vị đã thấy cái phim mà họ đem bà Hillary rồi đem ông Joe Biden ra rồi làm cái hình nộm xong rồi lấy dây thắt cổ, thật là quý vị mà coi cái phim đó là muốn thưa cảnh sát bắt liền đó. Mà quý vị không biết những cái người mà người ta đem quyền lợi cho quý vị thì quý vị chống,
Trong lúc đó cái thằng mà nó xô đuổi quý vị, nó hất hủi quý vị ra, thì quý vị lại ôm chân nó, quý vị hôn hít nó. Có quý vị Thật xem là những cái nhục hành động của vị có phải là làm nhục cho chúng tôi không? Chúng tôi mạ. là rất là nhục. Nói đến đây thì tôi lại nhớ đến một cái đoạn văn của một ông tướng Pháp chỉ huy đoàn quân đánh chiếm Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 19. Thì ông ấy nói rằng là chúng nó là những người du thủ du thực, nghĩa là được đăng trong cái trang 102 cuốn sách của ông Nguyễn Trân Thọ, thì khinh bỉ những cái người mà đi theo Tây, ủng hộ Tây bây giờ. Thì bây giờ các ông là những người mà cho nên tỏ là trung thành với cái đảng Đảng Cộng Hòa, mà đa số những người mà gọi là cuồng Trâm đó cũng là những người cuồng diệm ở Việt Nam, anh nghe làm những cái chuyện mà chính tâng bốc nó, nhưng mà nó coi mình chả ra cái gì cả. Thì những cái người mà ngày xưa là Kitô giáo mà đi theo đoàn quân Viễn Dinh Pháp chống lại cũng bị các sĩ quan Pháp nó khinh bỉ như vậy. Nếu mà quý vị có cần thì hỏi tôi trả lời trong đoạn bản văn nào, ở trang nào, sách nào bao nhiêu tôi sẽ trả lời. Ở đây vì tôi chỉ nhớ đến tôi nói. Tóm lại là chúng tôi xin kết luận lại là nhắn lại một lời lần nữa là mong rằng đây là cái bài học tốt cho quý vị và cho những người Việt còn lại, những người mà không có ngồi ở trực tiếp ở trong cái phòng giám sát viên hôm trước, quý vị cũng cũng sẽ là những Nạn cái nạn nhân. nhân trực tiếp sớm hay muộn nếu quý vị không có đem cái bài học này làm cái bài học cho chính mình. Tưởng rằng quý vị leo lên được chức lãnh đạo ở đây là quý vị thành công, xin quý vị thay đổi quan niệm về cái quan điểm Anh em, đó. Thay cái đổi quan thế điểm. của quý vị phải biết rõ cái thế của mình. Cái thế của mình là dân ngụ cư thì phải sao cho cái dân ngụ cư Trở về nghĩa làm giống như là những cái dân Đại Hàn, những cái dân Nhật, dân dân Tàu Tàu qua và các đây, dân khách cứ lo làm ăn đi, lo làm ăn bảo đi vệ cái danh dự của đất chơi. nước mình. Còn cái chuyện danh dự của đất nước mình ở Việt Nam người ta lo, quý vị ở đây đừng có làm xấu là được rồi. Sống là người ở nước ngoài thì phải làm cái việc tốt, đừng để cho người ta dựa vào đó mà người ta khinh bỉ cả cái dân tộc của mình. Đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt và xin kính chào Kính quý chào quý vị và vị. tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dấn động, trong lòng người từng đã sóng trào dâng.